Vy xin chào quý khán giả. Thanh Vy rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, bộ phim Rồi 30 năm sau phát sóng trong khung giờ vàng phim Việt trên đài truyền hình Vĩnh Long tuần qua tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình có lượng xem cao nhất trên cả nước bởi tình tiết phim lôi cuốn cùng diễn xuất có chiều sâu của dàn diễn viên thực lực. Trong những tập vừa qua, phim thu hút người xem bởi hành trình Duy Long đi tìm sự thật cái chết oan khóc của cha ngày càng khó khăn. Tin lời ba Hạp dẫn chuyện rằng kẻ giết cha là một người đàn ông đã qua đời. Duy Long quyết định khép lại quá khứ và tập trung vào công việc. Thế nhưng ngay sau đó, anh liên tục bị ám hại và nhận được thư của người bí ẩn ngầm tác động để anh tiếp tục điều tra về vụ án. Trong quá trình tìm kiếm manh mối, Duy Long phát hiện cái chết của cha có liên quan đến anh em ông Hai Thức, sau này đã đổi tên thành Lâm. Còn Ngọc Hân lại là đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình. Dù đau khổ dằn vặt vì phải lợi dụng Hân, nhưng Long vẫn bất chấp tất cả để tiến vào gia đình ông Lâm nhằm tìm ra sự thật. Đúng rồi, người biết không? Vậy là hắn ta phải là người quen biết với gia đình của Hân. Giả mạo của Hân là người phụ nữ đó, chắc chắn có liên quan tới cái chết của cha mình. Ở một diễn biến khác, khi biết Duy Long chính là Chẩm, con trai của vợ cùng chồng trước, sợ tội ác của mình bị bại lộ, ông Lâm đã vô cùng lo lắng và nhất mực phản đối việc Hân quen với Long. Nhưng Ngọc Hân đã dọa tự tử, khiến ông đành phải chấp nhận. Dù trước mặt mọi người, ông Lâm tỏ ra hòa nhã với Duy Long, nhưng đằng sau đó, ông luôn tìm cách hãm hại Long và ngăn cản bà Hải nhận lại đứa con bị thất lạc. Quý khán giả thân mến, có thể thấy nhân vật Hai Thức và sau này là ông Lâm do diễn viên Trương Minh Quốc Thái đảm nhận đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả khi quá thân thành một kẻ nham hiểm, tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để tiêu diệt những người gây bất lợi cho mình. Nhưng Hai Thức lại không ngờ rằng anh chàng trợ lý Phi do diễn viên Đinh Hữu Tài thủ vai chính là mối họa lớn mà hắn đã bỏ sót. Ở những tập vừa qua, hai diễn viên đã có những màn đối diễn gây bất ngờ cho người xem. Trong chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ này, Thanh Vy mời quý khán giả gặp gỡ diễn viên Trương Minh Quốc Thái và diễn viên Đinh Hữu Tài để lắng nghe những chia sẻ thú vị của họ về vai diễn cũng như tình tiết gây cấn trong bộ phim nhé. Lời đầu tiên cho Quốc Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Trong một năm thì Quốc Thái cũng ít khi nào nhận một cái vai mà lặp lại cái vai diễn trong năm của Quốc Thái lắm. Điển hình như là trong năm 2022 thì đầu tiên là bộ phim Duyên Kiếp với vai diễn Hai Thiện, một người đàn ông xuất phát từ giang hồ nhưng mà rất là muốn hướng thiện. Tiếp theo là tham gia bộ phim Rồi 30 năm sau đang trình chiếu thì nhân vật Hai Thức với ông Lâm, một người đàn ông rất là mưu mô, thủ đoạn, bất chấp mọi cách để hòng đoạt được những gì không phải thuộc về mình. Hai nhân vật tính cách hoàn toàn khác nhau. Và một điều nữa là so với bộ phim Vua Bánh Mì, ông Tài với lại ông Thức cũng có một cái tính cách cũng gần giống nhau, đó là yêu điên cuồng cái người phụ nữ mà mình yêu thương và bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng cái số phận và cái hoàn cảnh của hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Tụ chung ở hai nhân vật hoặc là những nhân vật phản diện mà Quốc Thái đã từng thể hiện đó là khi Quốc Thái chọn một cái vai diễn thì dù chính hay là dù phản diện thì Quốc Thái cũng phải tìm hiểu nhân vật và biến nhân vật từ trong kịch bản thành nhân vật sống động để gửi đến quý vị khán giả. Thì bản thân mình tin nhân vật đó có thật, khán giả mới tin được. Do đó là khi nhận một cái vai nào đó thì Quốc Thái luôn ưu tiên là mình có chấp nhận cái tính cách của nhân vật này hay không. Nếu mình chấp nhận thì mình mới hứng thú làm cái vai đó được. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái là gương mặt quen thuộc đối với khán giả phim truyền hình khi anh có thể quá thân ở nhiều dạng vai khác nhau. Đến với bộ phim Rồi 30 năm sau, diễn viên Trương Minh Quốc Thái đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhân vật Hai Thức, một kẻ mưu mô máu lạnh ẩn trong vỏ bọc trí thức. Theo diễn viên chia sẻ, đây là một trong những vai diễn đem đến nhiều cảm hứng cho anh bởi nhân vật có màu sắc đa dạng so với những vai phản diện mà Trương Minh Quốc Thái từng thể hiện. Thử coi, ông trời dám làm gì thằng Hai Thức này. Tụi bay! Vai này thì đầy đủ đất diễn cho diễn viên có thể trổ tài của mình. Thật sự Hai Thức rất là giỏi, khi mà anh ta có thể phát triển cái sự nghiệp của gia đình lên. Song song đó thì anh ta lại rất thủ đoạn khi mà bất chấp để có thể chiếm được cái cô Hải. Chính cái đó là cái sai của cuộc đời Hàn Thức. Và sau này cũng vậy, với vai trò là một doanh nhân thì ông ấy đầy thủ đoạn. Đó là cái tính cách rất là rõ rệt ở Hải Thức. Theo quan điểm của Quốc Thái, thông điệp của bộ phim thông qua nhân vật Hải Thức muốn gửi gắm một điều, đó là chúng ta hãy buông bỏ những gì không thuộc về mình thì không nên chiếm đoạt. Cái gì của mình trước sau gì sẽ là của mình. Biết cách sống nè, rồi biết đủ là cuộc đời nó sẽ bình yên. Vì say đắm trước vẻ đẹp của bà Hải, Hải Thức đã bất chấp mọi luân thường đạo lý để chiếm đoạt vợ người. Dù vậy, ở một khía cạnh nào đó, Hải Thức lại là một kẻ si tình, thật lòng yêu thương bà Hải, và tình yêu này vẫn không hề thay đổi qua bao năm tháng. Đây cũng là một điểm nhấn trong tính cách của nhân vật Hải Thức, khiến cho những phân cảnh tình cảm giữa Hải Thức và bà Hải để lại ấn tượng nhất định trong lòng người xem và đối với diễn viên Trương Minh Quốc Thái. Cái cảnh mà Quốc Thái nhớ là cái cảnh cô Hải phát hiện ra là ông Thức này không hề đi kiếm thằng Chậm. Cô ấy cảm thấy là có một cái điều gì đó mập mờ giữa ông Thức và thằng Chậm. Rồi hôm đó là cô ấy đi về muốn dứt khoát với ông Thức. Cái cảnh diễn đó hoàn toàn là Quốc Thái không tính trước là mình sẽ quỳ xuống. Nói chung là mình diễn theo cảm xúc và mình diễn ứng biến thôi, chứ hoàn toàn không tính trước. Mình chỉ tính là đường đi sẽ như thế này thôi, chứ cảnh lúc mà vô diễn quỳ xuống mình khóc lóc này kia, mình năn nỉ, cái cảm xúc đó, cảm xúc đến rất là thật. Bởi vì ổng muốn níu kéo cái tình yêu của ổng, bởi vì ổng cảm giác là cái tình yêu này sắp mất rồi, cô Hải sắp bỏ ổng đi rồi. Cái tình cảm của ổng thể hiện với cô Hải lúc nào cũng thật, cho nên là cái đoạn đó mình diễn, mình khóc lúc nào không biết, theo cái dòng cảm xúc của nhân vật lúc đó. Tất cả là anh lừa gạt em, có đúng như vậy không? Không phải vậy đâu. Không bao giờ anh muốn nhận thằng Chậm là con. Hải à, vì thằng Chậm đâu phải là con anh. Em đừng có như vậy với anh mà. Anh xin em Hải ơi. Anh làm như vậy vì anh yêu em. Em biết không, em thừa biết sức khỏe của em mà. Ngày hôm nay em nghe tin dữ, em lăn ra xỉu. Còn ngày hôm sau á, em nghe tin buồn, anh phải đưa em vào nhà thương. Anh không muốn em phải như vậy, em hiểu không? Em xót con em, nhưng mà anh xót em hơn. Hải ơi, anh không muốn đưa em vào tình trạng như vậy nữa, em hiểu không? Chỉ vì anh thương em mà. Đối với cô Hải thì Hải Thức lúc nào ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương. Đó là cái tình yêu thủy chung của Hải Thức đối với cô Hải. Nhưng mà đối với kẻ thù hay là đối với những người chống đối lại ông ta, thì ông ta luôn nhìn với một cái ánh mắt sắc lạnh. Cao trào như thế nào thì mình điều chỉnh cái ánh mắt của nhân vật. Và nhất là cái khó khi mà đối diện với thằng Chậm sau này. Một nhân vật mà luôn là đối với ông ta là cái gai mà anh ta phải cần nhổ đi. Mình phải tính toán như thế nào để đối diện với nhân vật Chậm. Bởi vì khi gặp mặt Chậm thì gần như lúc nào cũng có mặt cô Hải ở đó. Thì mình không thể nào diễn ánh mắt sắc lạnh từ đầu đến cuối giống như là đối với những nhân vật khác. Mình phải diễn tràn đầy yêu thương để che giấu cái bên trong, tại vì cô Hải có mặt ở đó mà. Đó. Thì làm sao mình diễn là chỉ có khán giả thấy là mình ghét thằng Chậm thôi, nhưng mà cô Hải hoàn toàn không biết điều đó. Chứng kiến cảnh Hải Thức giết cha mình là ông Lưu, cậu bé Phi năm xưa còn là người biết rõ về sự thật cái chết của ba Thành và suýt bị Hải Thức diệt khẩu. Từ đó Phi đã lên kế hoạch tiếp cận Hải Thức để tìm cơ hội trả thù. Những biến cố khi còn nhỏ đã ảnh hưởng đến tâm lý của Phi, khiến anh đánh mất lý trí, luôn sống trong sự oán hận. Để quá thân vào nhân vật Phi, một người đa nhân cách cũng là thử thách không nhỏ đối với diễn viên Đinh Hữu Tài. Giờ này chắc thằng đang tức sôi máu lên. Chỉ tìm được cái đầu lâu cũng cha nó. Mà nó đâu có biết sắp tới sẽ có nhiều vở kịch hay của nó và thằng Thức đâu. Trong bộ phim Rồi 30 năm sau, diễn viên Đinh Hữu Tài đã có nhiều trải nghiệm thú vị ở vai Phi khi được làm việc cùng những diễn viên gạo cội. Là một diễn viên trẻ yêu nghề, anh luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm diễn xuất để hoàn thành tốt những vai diễn mới, đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi xem. Xin chào quý khán giả đài truyền hình Vĩnh Long. Trong phim Rồi 30 năm sau, mình thủ vai Phi. Đây là lần đầu tiên Tài được đảm nhận vai hai mặt, thì thật sự rất là thích và sợ nữa. Tại vì hồi xưa giờ trong mấy phim trước toàn là đóng phim vai hiền không à, chưa có kinh nghiệm đóng vai mà hai mặt như thế này. Anh Trương Minh Quốc Thái ở trong phim đảm nhận vai Hai Thức thì theo Tài cái vai của anh Thái đảm nhận thì là cực kỳ khó và ác. Từ lúc trẻ cho tới lúc già cũng sẽ là một cái vai mà đảm nhận vai hai mặt á. Đóng với lại anh Trương Minh Quốc Thái phim này rất là nhiều, và đây cũng là lần đầu tiên được làm việc với anh. Thì nói chung là anh Trương Minh Quốc Thái anh rất là dễ thương. Lúc nào anh cũng hỗ trợ Tài, thì có những cái gì mà không biết á thì đều hỏi anh Trương Minh Quốc Thái, thì ảnh chỉ mình những cái hành động, rồi ảnh chỉ mình nhấn nhá câu thoại sao để cho hai người nó liên tục với nhau. Nói chung là anh Trương Minh Quốc Thái hướng dẫn của Tài cũng rất là nhiều. Cái vai Phi rất là hay. Cái vai đó là vừa phải là một người thân tín, một người trung thành với lại ông chủ của mình, mặt sau đó là lại trả thù. Chính vì thân tín cho nên ông Lâm mới có thể thổ lộ tất cả mọi chuyện với lại Phi. Nhưng mà không ngờ thì cho đến khi phát hiện ra Phi chính là cái người phản lại mình, cái người mà mình định giết năm xưa, thì theo logic thôi là ông Lâm đã muốn thủ tiêu tên Phi rồi. Đó là một cái vai diễn đầy đất diễn. Hai tên sát thủ đó vẫn còn dùng được. Cậu giữ liên lạc với tụi nó. Tôi đi nghe. Cái mặt của mày, tao muốn ăn tươi nốt sống mày. Đồ lưu manh giả danh trí thức. Được đảm nhận cái vai này, anh đạo diễn hướng dẫn cho Tài cũng khá nhiều, để chuyển tâm lý mà từ lúc mà hiền á chuyển sang tâm lý mà dặn dẹo á, tâm lý bất thường á. Thì lúc đầu Tài cũng chỉ được tìm hiểu để mình có thể mình vô mình thực hành những cảnh quay đó. Nhưng mà anh Minh á, anh nói chưa đủ Tài ơi, em chịu khó coi anh là một lần. Lúc mà nhớ tới những cái cảnh Hai Thức á, giết ba của mình á, thì ánh mắt em sao, mắt em phải trợn lên, chứ em đừng có hiền như bình thường. Rồi lúc mà ổng vừa bước ra, em phải nghiến răng sao, mặt em chuyển biến sao. Khi mà em hại anh thành công á, thì gương mặt em lúc đó em như thế nào, em vui sướng mà như thế nào. Em đừng vui sướng kiểu bình thường, em vui sướng mà kiểu dạng mà tâm lý của em nó biến chất á. Nó cái đó thì em mới ra một cái vai, một cái nhân vật ở trong phim. Cảm ơn diễn viên Trương Minh Quốc Thái và Đinh Hữu Tài đã có những chia sẻ thú vị về hai vai diễn trong phim Rồi 30 năm sau. Chắc chắn rằng những tình tiết tiếp theo của bộ phim sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ. Quý khán giả đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo của bộ phim Rồi 30 năm sau, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Còn bây giờ Thanh Vi xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình Phim trên truyền hình Vĩnh Long tuần sau.